Mô Phật. Hôm nay đó ông cụ nghe không, từ ở biển hồ phải không, biển hồ mà đi từ biển hồ mà xuống đây, cái cô đây là chị vợ hả, à, chị mà nó nhỏ tuổi hơn em phải không ạ? Rồi không có dẫn vô cái biển hẹn, bị biển hẹn biển hồ nó cũng vậy hả, cầu hò cầu hẹn nó cũng vậy hả, mà vô chỗ này á là dứt hẹn dứt hò. Tại vì thề sông hẹn biển để làm gì, để nó khổ hoài. Cho nên ái tình đó, nó là ơi đầy khổ lụy, cứ thờ dù hẹn hoài á thì bị luân hồi. Cho nên á, dứt đi cái chữ nguyệt ngã cho nó rồi, để về cực lạc ngồi được cái tòa gần Đức Như Lai. Thì ở đây người Việt với nhau á, sư nói với vị nghe, sư có hai lần có cái tâm là lên ở biển hồ. Mà sư nghe á, bác sĩ y ông kể chuyện đó thấy tội lắm. Cho nên những người Việt ở trong đất nước và trên khắp Nam Châu, chúng ta thấy ở đây thấy cái điểm đau, chúng ta ráng tu để kiếp sau á ta không làm người nữa, không thèm làm người nữa, mà người ta nói thà là làm cây thông đứng mà giữa trời mà reo nó sướng hơn. Vì làm người á, nó nắng rồi mưa rồi khen rồi chê rồi là đủ cái bát phong, bát ở bên ngoài thì nó cũng đỡ, bát ở trong lòng. Thì cái người mà được sanh ra ở trên cầu hò cũng như ở biển hồ là sanh ở trên nước. Rồi sao nữa? Lớn ở trên nước. Mà chết rồi đó, tội nghiệp, sư nghe bác sĩ thấy em kể đau rất là đau, là treo. Nước nó lớn đó phải không mấy cô? Phải không cụ? Là treo lên cái thân nó trên 2-4 cây phải không? Rồi nước nó cạn mới chôn phải không cụ? Phải vậy không? Phải vậy đó. Như vậy thì cái tội của người Việt mình ngày xưa tội gì mà lớn quá vậy. Cho nên sư cố gắng một ngày nào sư lên đó, nếu có điều kiện cho bà con lên trên bờ. Tại vì khi mà cái thấy mà phơi á, là những cái tội lớn lắm. Con cá mà người ta bắt đó, mà nó ở dưới nước, nó đang lội, nó đang coi như là thông dong, thì mình bắt nó lên rồi mình xẻ thịt nó ra, rồi mình phơi thay của nó, rồi mình đi đem nó cho mình chôn đâu? Chôn ở trong bao tử của mình, trong cái nghĩa trang mà di động này, chôn vào cái nhà cầu mà coi như là di động này, chôn có gì hết. Thôi mình sau này đó mình làm gì, quý vị nghe, có nhiều khi sư kể á, và sư nói những cái điều quý vị thấy nè, cái nghiệp ngã nhất là mình ăn thịt thì ăn thịt chết. Có ai ra ngồi chợ người búa mà mua thịt sống về à, rồi là con có ra còn sống mà mình mua về rồi mình ăn sống không? Không. Ăn thịt là nó đã chết rồi. Rồi nấu nướng rồi nữa, qua mấy đợt rồi. Nhưng mà khi mình trả thì mình trả cái gì? Mình trả cái thân của mình đó, là trả cái mạng mình. Nhiều khi có nhiều người nó không, làm sao mà thấy được như vậy? Thấy hết á. Thấy hết nhưng mà không chịu thấy thôi. Từ con bò bay mấy cửa, từ cái con vật nhỏ vật lớn ở trên không trung cho đến dưới biển, dưới hồ, dưới chỗ nào đi nữa cũng là quyến thuộc, cũng là người thân của mình. Nhưng mà bởi vì mình vô minh cho nên mình không thấy. Đó là cha, là mẹ, là cửu huyền thất tổ, là những người mà cùng tương thân với mình đã sống lên. Ví dụ như bà cụ nè, bữa nay dẫn hai người trong gia đình tới, thì bà cụ mục đích tới đây đó làm gì? Có phải đến tu không bà cụ? Đó, như vậy thì ông thầy ông sư á là làm gì? Không lẽ coi như đến đây tu kêu cúng, mà có cúng á thì có cái gì? Có cái phước. Nhưng mà có được cái phước rồi á, sau này mình chết á, cái phước đó sẽ đi về đâu? Mình có được hưởng trong một cái thế giới nào? Mình hiểu không? Quý vị biết cái phước mà nhiều nhất và sướng nhất là làm gì không? Tụi con biết cái phước mà nhiều nhất sướng nhất, không làm nhiều cái ăn không, hoàng cái lần thông đi, cứ làm hoài mà bị la hoài, nghe không? Làm khổ mà cũng bị la nữa, rồi người ta chạy taxi cũng la, rồi ông vua cũng bị dân la, rồi á ông quan cũng bị dân trách, rồi ông thầy giáo cũng bị cha mẹ học trò á là coi như là bán vốn, rồi bác sĩ á, bệnh nhân cũng đồng ý, và cha mẹ với con cái cũng không đồng lòng. Nhưng mà làm cái gì mà sướng nhất? Khỏi còn cãi còn vã, mà ăn dư ăn giả. Tôi biết làm gì sướng nhất không?
không cần làm gì hết á. Mà sướng nhất là gì? Lộn heo á, ăn đi, cười không biết hết á, không ăn đi, ăn đi con nghe, ăn đi con nghe, không, nó không ăn là tìm thầy á, tìm thuốc cho nó uống á, ăn lúc nó ăn xong rồi đi đem thịt nó bán á, thấy không? Thương nó hay thương tiền không bạn, thấy không thưa con? Cho nên đừng có nghĩ rằng cái phước như con heo, nó ăn nó thuốc vô rồi nó phải trả thịt, cái không có xuống đâu. Đừng có nghĩ rằng những cái người mà làm lớn á là xuống tụi con. Nhiều khi á, vì cái hoàn cảnh, vì con cái, vì gia đình, vì những cái đạo nghĩa của làm người, cho nên á là phải làm những cái điều mà không cho phép. Thế cho nên á, cái mà con người mà trên cuộc hành tinh này mà muốn được sống mà hạnh phúc an vui cho mình và cả cái hiếu của cha mẹ thì chỉ có làm gì tụi con? Chỉ có làm người mà đi tu mới đáp đền được chữ hiếu của sông thân của mình. Chứ còn không á, sư đi khắp cùng thiên hạ 45 nước rồi, sư đi năm châu rồi, tôi thấy không có một người nào gặp sư mà nó lại xuống cả. Nhiều cô đẹp tuyệt trần như thiên thần, nhưng mà cũng nước mắt dầm dụa. Nhiều cậu coi như là đem cái thân của mình cho đánh đôi giật để lấy tiền, đánh đấm bốc bốc xin cho lấy bạc, rồi đi về nuôi những cái người vợ mà người vợ không phải là tốt. Cho nên ngày hôm nay đó, cậu tới đây là tu hành. Thì tu hành không phải chỉ lợi mình mà lợi cả đồng thọ khai qua, vạn thọ hương mà. Nhất nhân tác phước thiên nhân hướng. Mới chuyện thiên nhân đang biết cho cậu mới có vô bữa trước, mấy bữa trước mà vô mà về mà nghe ông sư ông nói một câu dễ thương quá mà. Mấy người tu kia chùa chiền rồi khang rồi đó, chứ mà nói chuyện độ chúng sanh đông thế mà ăn thịt chúng sanh mà sợ quá mà làm sao quản sanh được. Cho nên vô đúng vậy là phải tu. Tu là gì? Là mình thương người mến vật, thương mọi vật như chính mình. Thịt da của mình không thể nào ai cắt mầm nóng đau, máu không chảy. Thế cho nên á, mới có mấy bữa thôi mà lợi được hai người, chứ chưa nói là coi như là đồng thọ khai quang, khai qua hoàn toàn hơn mà nhất nhân tác phước thì cố quyền được siêu thăng. Cố quyền chứ không phải là bẫy, chứ không phải là bẫy. Vậy cho nên nó có một người hỏi thế này: người đi tu có bất hiếu hay không? Người đi tu có bất hiếu hay không? Vâng. Kính thưa sư, xin sư dùm giảng dài. Tại vì sao trong sách thánh có câu: trăm hành hiếu, hiếu hành đứng làm đầu, và lại nội dưỡng như đại lao. Có một người hỏi á, tại vì sao trong sách thánh có câu trăm hạnh á, lành á, thì hiếu hạnh đứng làm đầu và lại nói dưỡng như nhi đại lão. Nếu nội thơ người tu vô hiếu thảo, vì không tròn câu đắp lạnh vạc nồng, vậy người tu phải bậc hiếu hay không? Xin giảng dạy rõ để lòng tôi nghi vấn. Vì không tròn câu đắp lạnh hoạt nồng, vậy người tu phải bất hiếu hay không? Ông hỏi là phải xin giải rõ đáp lòng nghi vấn của ông. Này đào tâm lắng nghe cho tường tầng, đây đáp lời vừa đã hỏi như trên. Chính người tu là mong để đáp đền, ơn muôn một mới vàng nên hiếu từ. Kìa gương bao còn níu trong sách sử, Đức Thích Ca là thái tử đóng cung. Ngài đi tu tìm đạo tăng sơn trung, bỏ vợ dài con thơ cùng cha yêu. Nếu ngài đã vong ân và bất hiếu, thì sao ngài được chứng đạo bồ đề? Thì sao ngài đặng ngôi vị cao xuê, là toàn giác là cha lành bốn loại? Trong kinh điển như lời ngài dạy, là người tu bao hiếu mới vẹn toàn. Trong sách nhỏ cũng có dạy rõ ràng, muốn báo hiếu phải lập thân hành đạo. Còn nếu nói dưỡng như nhĩ chi đại lao, kẻ thi ơ mà cầu bạo hay sao? Công mẹ cha dưỡng dục lắm khổ lao, nuôi với dưỡng thế nào mà gọi trả? Còn người tu khi đến ngày đắc quả, thì ơn muốn chỉ đền trả một lần. Bác nhà thuyền vượt ra khỏi biển trần,
vớt tất cả những người đang trầm rì. Lời Phật dạy cứ từ đời vô thủy, đến ngày nay ta nhiều kiếp trải qua, có trăm ngàn muôn triệu mẹ cùng cha, vậy hiện tại chúng sanh là cha mẹ. Trên pháp tòa những người tu cặn kề, dạy chỉ ranh những lý lệ cao thâm, phà vô minh sáng phẳng hộ mê lầm, phương pháp ấy mới vẹn toàn chữ hiểu. Người chẳng rõ mây khính chớ đam tiểu, cho người tu là bậc hiệu vô nghi, cho người tu là lỗi đạo thế nhi, hiểu chẳng vẹn tu làm chi khổ cực. Ngày đào tâm lắng nghe và nhận thức, kìa gương xưa đại đức một kiền liêng, phận làm con gặp phải mẹ không hiền, mà ngài vẫn giữ vẹn niềm hiểu tư. Ba thánh đề khi lỡ gây nghiệp dư, nhớ ngài tu mà cứu khỏi xiềng gông. Đức Thịnh Ca hiệu nghĩa cũng tròn sống, tu chừng đặt làm đẹp lòng phủ màu. Kìa những kẻ hung hoang và hỗn ẩu, bà mẹ cha đi du hỉ điểm đàng, để tiện nhớ cho cha mẹ vương mang, những kẻ ấy mới gọi là bậc hiểu. Cũng như kẻ bị người đời xì tiêu, tham công danh mà quên lãng đạo nhà, vì vợ con mà hủy mẹ cha, những kẻ ấy mới gọi là nghịch tử. Con người tu tuy là xa cố xứ, không vẹn tròn có đắp lạnh hoặc nóng, nhưng ấn thâm nguyện khẳng khẳng một lòng, dầu biển cang núi mòn không phai làng. Cha cùng mẹ khi đến ngày quá vắng, con biết tu chỉ chú nguyện tâm thành, thì mẹ cha cực lạc được vạn sanh, và sẽ được thơm danh trong vạn thuế. Làm cha mẹ con tu đừng cản trở, kìa trong kinh Đức Phật có dạy rằng, con đạo thành thì cha mẹ siêu thăng, một hó nợ muốn hó điều ảnh hưởng. Hồi xét lại theo lòng tôi nghĩ tưởng, sống làm chi mà chìm đắm ai hà, rồi ngày kia cha mẹ chết con già, đường tiếng họ phải đành cam ngưng trề. Người khất sĩ hòa mình trong bốn bể, sống chúng cùng với vạn vật hàm linh, cả chúng sanh là cha mẹ của mình, nên khất sĩ có tình thương báo hoặc. Nói tóm lại, những người tu giải thoát mới hoàn toàn hiểu thuận với mẹ cha, mới hoàn toàn nghĩ thạo với ông bà, đời hiện tại cũng như từ vô thủy. Này đạo tâm như một nhận là đúng chân lý, hãy mau mau cắt ải về lý gia. Này đạo tâm như nhận là đúng chân lý, hãy mau mau cắt ải về lý gia. Ráng tâm tu hậu đáp nghĩa mẹ cha, và khất góp sức lập đời chân thiện mi. Hãy nỗ lực đắp xây nền chân lý, hãy thể nguyện phụng sự chúng sanh chung, hãy hy sinh cho đến phút cuối cùng, hãy mạnh tiện trên con đường khất sĩ. Đó mới gọi là bậc tăng bồng hồ thủy, mới gọi là chỉ khí của trượng phu, mới gọi là thoát khỏi thế gian tù, và mới gọi là đền ơn phù màu. Điều thắc mắc đạo tâm điều rõ thâu, hiểu hay không nấy đã được am tường. Kể từ đây là thấy rõ con đường, mau giải thoát làm du tăng khất sĩ. Đạo thí vị. Đúng quá, ông đúng quá đó, ông cắt kèo nó đúng quá đó, cắt đúng quá, ông nghe không đúng quá.
các kệ nó đúng quá, ông nói đúng, đúng quá, ông nói còn nữa đó thôi. Đó, ông khen đó, đúng quá, đúng quá. Thì quý vị thấy rằng cái trên đời này đó, nó không có gì là đơn giản. Và cũng có gì là phải chán ngán. Cũng có gì phải thương yêu chìm đắm. Chúng ta đang nặng đất, nắng đất và dập nước lửa gió để làm những cái hóa thân của con người. Rồi đóng những cái vai đực cái, đàn bà, đàn ông, chẳng có gì cả. Rồi khi mà chúng ta một ngày nào đắc đạo, chúng ta thấy rằng chúng ta đã chơi ngông trong vô lượng kiếp. Chúng ta không bắt kịp được cái trái tim mà nhất thể. Thì ngày hôm nay đó, bà cụ á, 76 tuổi rồi, vô đây sẵn có cái duyên, xin nhắc nhở cho bà cụ và tán thán bà cụ, nghe không? Rồi dẫn hai người Việt mình tới đây, mà ông thì ông cũng có cái duyên, coi như làm phò mã của nước Việt, nghe không? À, người Campuchia mà có vợ Việt, tức là một phò mã của nước Việt, phải không? À, công chúa của Đinh Lê Lý Trần, công chúa của nhà Nguyễn là đẹp không ạ? À? Người Việt nói chơi đi đâu, người ta cũng khen đẹp. Mà được cái nữa là con rồng cháu thiên, sắp tới đây mình là cái năm Đại Long, wow, rồng nó quá nhơn. Thì câu chuyện ở đây, sư nói cho quý vị đặt vào cái câu chuyện mà của các vị vua rồng. Thì ở đây nói về cái câu chuyện Bát Quan Trai Giới, để chúng ta có một cái khái niệm về thế nào là cái giới mà của những người muốn đi tìm học trong một ngày một đêm vào đạo. Rồi thêm nữa đó là làm sao để chúng ta thấy được khi mà chán thở rồi thì khỏi cần phải nhờ đến thầy cúng thầy tụng. Bây giờ cái người đó họ xấu đi mà họ vô chùa, họ muốn làm tốt, thì ông có ông thầy nào nói là nè, đừng có lo làm tốt, cứ về cứ làm tiền làm bạc đi, rồi mai mốt á chết tôi đến tôi tụng tôi cúng cho, được không? Có được không bà con? Thì không được. Mà ông thầy ông mới nói câu thế này nè, ông nói này nè nghe, là bây giờ con làm tốt hiện tại thì con hưởng cái quả hiện tại tốt, mà sau khi con nín thở, con chán thở, con hết thở thì con cũng vẫn tốt. Còn bây giờ á, mình ráng mình làm những cái điều mà coi như nó sanh ra tiền ra bạc, nhưng mà trong đó coi chừng nó có sanh ra khác. Thì khi mà lỡ ông thầy nào mà ông có là cái minh quân, minh sư, có là cái chân nhân đi, ông có chứng thánh này nữa, thì nó cũng chỉ vừa vốn thôi. Tại vì mình làm năm điều được tốt và năm điều xấu thì vừa vốn, chứ ông có làm gì mà mình lỡ được đâu, phải không? Trên bữa bà cụ vô, bà cụ hỏi ông sư này nè, hỏi giờ có cái ông bạn, ông cháu, ông anh, ông em gì đó mà ông nhậu không, tám mấy tuổi ông nhậu quá, mà bây giờ làm sao vô trong núi đạo này cho ông bỏ nhậu đi, thì chứ nói sao dễ lắm chứ có đâu, thì ông bỏ uống rượu thì coi như bỏ xe chứ có đâu, đúng không? Ông bỏ uống rượu thì bỏ xe chứ bây giờ coi như là bây giờ mà coi như là vô núi đạo này bỏ thì chắc coi như là ai không vô đây bỏ hết thì trong núi đạo này thành núi rượu rồi, núi thuốc rồi, phải không? Chứ đâu còn núi đạo nữa. Cho nên muốn bỏ xe thì bỏ rượu, không có gì hết. Muốn giải thoát thì bỏ hết tất cả những cái gánh nợ ở trên cái vai mình xuống, chứ không thể còn trói thêm. Thì cái thọ hành bát giới đó là chuyện đại công đức. Nhiều người phát tâm thọ giới này, đó là điềm lành. Vì như thế chẳng những chứng tỏ tâm người hướng về điều thiện, còn cho thấy Phật Pháp được phổ cập hơn. Nhưng thêm một vấn đề là phát tâm thọ một lúc nhiều người hay chỉ riêng một người thọ thôi, hành sự sao? Như trích dẫn trong kinh Thiện Sanh, thọ Bát Quan Trai Giới không được đông, chỉ riêng mình thọ. Sở dĩ trong kinh nói chỉ riêng một người thọ vì để hành giả chuyên tâm nhất ý đến giới hạnh mình thọ, không để cho tâm niệm thuần thiết này bị hỗn tạp, loạn khác làm động. Hiện tại các vị thọ Bát Quan Trai, đây sẽ đọc một cái phần kinh để cho quý vị biết được cái vấn đề thọ Bát Quan Trai, rồi sau này đó quý vị hiểu. Người thọ Bát Quan Trai Giới phải thọ nơi truyền giới sư. Dĩ nhiên giới sư phải là người xuất gia. Trong ngũ chúng xuất gia, chúng nào cũng là bát giới sư được. Chỉ cần vị này thủ trì giới không ăn quá ngọ, nhưng hiện tại lại phát sinh vấn đề nạn nhất không có tăng, thì ta phải làm sao để thọ giới? Đó. Ngày hôm nay mà quý vị muốn thọ giới đó, thì cái vị mà giới sư đó không ăn quá ngọ, suốt cuộc đời của vị đó là cái tinh khiết không quá ngọ, hoặc là muốn thọ sa di giới là cái vị mà truyền giới sư đó suốt đời không bao giờ rời tiệc,
Còn nếu vị đó đã rơi tiền, cầm tiền, có tiền túi, có tiền ngân hàng, vị đó không thể nào truyền giới đắc giới được. Mà cả thầy lẫn trò không đắc giới, mà chỉ là cái trò chơi coi như là gạt chính mình, gạt cái nết thôi. Chứ còn người lớn họ không đồng ý như vậy. Thì thọ giới thì dễ, giữ mới khó. Như thọ giới bát quan trai giới, chẳng những không được giết mà ngay cả đến đánh đập chúng sanh cũng không được. Có nhiều người quen thói đánh mắng người, nghĩ rằng hôm nay thọ giới nên tạm thời không đánh mắng, mai xả giới rồi thì tha hồ đánh mắng. Lối suy nghĩ này tuy hôm nay không gây tội nhưng không thể báo là trì giới thanh tịnh. Hoặc gặp chuyện vì xúc phạm đến ý mình liền nổi nôi đình, hoặc có chuyện phiền não gì của mình mà gây thương hại đến tâm ý người khác. Như vậy bề ngoài xem có vẻ không có gì phạm giới, nhưng trì giới kiểu này thực là bất tịnh. Đó. Người đi tu á là phải thương yêu chúng sanh như là con ruột của mình. Nó lỗi bữa nay không có nghĩ rằng coi như là bữa nay mình tu này nhịn, mày kéo ra. Coi như ví dụ sư nói cái câu thế này nè, những cái vị mà hành Bồ Tát đạo đó nha, là khi họ đang đi trên đường họ gặp một cái người đó là đang xiềng xích đem đến pháp đình, mà nếu cần đó họ có thể hy sinh đó để mà họ đổi tính mạng của họ, cướp pháp đình để mà cứu một mạng người. Và cái người khi họ cứu được đó thì người này tri ân và thọ ơn, họ kêu người này làm gì cũng được hết. Và nếu bị bắt đó thì cái người mà cứu pháp đình kia lên tử hình thì người này chỉ nói một câu là tôi không phải là người có tội, nhưng mà tôi muốn cứu cái người có tội kia để khỏi gông cùm. Thì cái người kia dù thoát rồi nhưng mà không bao giờ làm tội lỗi từ khi đó cho đến khi thành Phật Như Lai, đem cái thân của mình tứ đại đổi được cái tâm đức con người mà không còn mang dạy tội lỗi. Cho nên quý vị thấy tại sao sư cứu những con muỗi, con mọc, cứu những con kiến, trôn những con kiến, hoặc những cái con chuột, rồi ở nhà vừa chạy ra cái là ra gặp cái con chuột mà nó cán mà tưởng nó nhỏ, thì xuống đậu xe rồi mới thấy chuột lớn bằng cái cũng có tay vậy đó, ông vợ trơn xuống với sư đưa vô, thì vô thì vô tình thôi thấy cái trạm cảnh sát, quay luôn cái trạm sát luôn, mà con chuột đó là vị cảnh sát trưởng. Khi sư nhìn thấy là biết của vị cảnh sát trưởng một thời nào đó đang hối lộ và trở thành con chuột. Ở trong đó chính những người cảnh sát sau này đánh con chuột, rồi con chuột chạy ra xe cán nát hết, chuột rất là lớn. Và chính vì thế thay đổi hình dạng như vậy đó, từ một người mà làm quan làm cảnh sát trưởng mà thành con chuột. Và nhiều nữa chưa nói gì hết, ông Gandhi Phi đó, trong cái kiếp hiện tại thôi mà ông là 42 năm cầm quyền lực kinh khiếp, 25 tấn vàng, thêm nữa là gì, 8 tỷ bạc, mà ông chết như con chuột, mà ông Saddam Hussein cũng chôn giống với hang như con chuột. Đó là kiếp hiện tại thôi, chưa nói là chết nín thở rồi đầu thai trở lại. Vì vậy cho nên á, khi mà chúng ta muốn vấn đề thọ bát quan trai hoặc là cái vấn đề mà tu hành á, thì sư sẽ giúp cho quý vị và ở đây cả thế giới cộng đồng của người Việt á, ở nước Mỹ, Âu Châu, với Âu Châu là đọc và nghe phần này. Giảng đến đây tôi muốn kể cho một câu chuyện để chứng minh chuyện được mất của trì và không trì giới. Thế Phật tại thế có một lần ngài thuyết pháp tại kỳ viên tịnh xá, có đông đủ chư Bồ Tát và thanh văn chúng. Xế chiều có hai vị tiên nhân đến trước Phật. Hai vị này do quá khứ từng được thọ bát quan trai giới, nhờ công đức này được sanh cõi trời, thân phóng hào quang. Nên khi thọ tới kỳ viên được hào quang chiếu sáng như ban ngày, khiến toàn tịnh xá chiếu sáng vàng như bảo quang. Đức Phật biết rõ lai lịch của họ, đợi họ phóng hào quang xong, ngài tùy theo căn cơ mà thuyết pháp cho họ. Hai người này nghe dự pháp của chư Phật như uống nước cam lồ, tâm khai ý giải, đốn ngộ được đạo huyền, siêu xuất tam giới, nên đảnh lễ Đức Phật trở về cõi trời. Ngày hôm sau, A Nan bạch Phật: hai vị tiên nhân hôm qua đến cầu pháp Thế Tôn, oai tướng kỳ đặc, tịnh quang diệu mục hơn các ánh sáng thường thấy, không biết họ nhờ công đức gì mà được phúc báo thù thắng như vậy, cúi mong Đức Thế Tôn từ bi khai thị. Đức Phật liền kể cho A Nan nghe: cách đây không lâu, vào thời kỳ mạt pháp của Đức Phật Ca Diếp, có hai vị đạo sĩ tu cầu sanh Phạm Thiên, không những sanh cùng ngày ở cùng nơi
lại là bạn cùng chí hướng, nghe được sự lợi ích của Phật Pháp, nhất là sự dễ tu tập của bác quan trai giới và công đức thù thắng của Pháp tu đó, nên hai vị tu sĩ tịnh hạnh này vốn dòng Bà La Môn, nhưng vì phát tâm cầu bác quan trai nên chẳng ngần ngại tìm đến Chư Tăng cầu thọ giới Pháp. Chư Tăng thấy hai người chí thành cầu giới như nên như Pháp truyền bác quan trai giới cho họ. Hai người tuy chí tâm cầu bác trai giới, song tâm niệm mỗi người mỗi khác. Bà La Môn lớn muốn nương nhờ công đức trai giới để được sanh thiên hưởng phúc báo. Bà La Môn trẻ lại muốn nhờ công đức trai giới để tiếp sau, để kiếp sau trở lại nhân gian làm vua thế gian. Sau khi thọ giới, ai trở về nhà nấy nghiêm túc trì giới, nhất là giới quán họ không ăn. Nhờ công đức trì giới không phạm, anh Bà La Môn trẻ sau khi mạng chung được như nguyện thác sanh về nhân gian làm vua một nước. Còn vị Bà La Môn lớn bị người vợ bức bách quấy rầy nên phải chiều vợ ăn phi thời, phá hỏng giới không ăn quá ngọ. Do ác duyên này, không những không thành tựu ý nguyện sanh thiên mà đọa lạc vào đường súc sanh làm rồng. Từ đó người và thú cách biệt, mỗi người chịu quả sướng khổ của riêng mình, không nhận ra nhau nữa. Một hôm từ suối trôi vào một quả xoài, người làm vườn vớt được đem dâng cho người chủ vườn. Chủ vườn lại dâng người khác, rồi đến tay vua. Nhà vua thuở giờ chưa ăn xoài, nay thấy ngon miệng nên muốn ăn mỗi ngày, liền ra lệnh cho chủ vườn phải dâng xoài mỗi ngày, nếu trái lệnh sẽ bị tội hình. Chủ vườn về nhà sợ hãi ngồi khóc, tiếng khóc vang đến tai rồng ở con suối này. Rồng liền hóa thành một ông lão đến hỏi chủ vườn vì sao lại khóc thảm như vậy. Chủ vườn kể rõ câu chuyện. Ông lão an ủi: nhà ngươi đừng buồn, lão sẽ giúp nhà ngươi có xoài mỗi ngày. Có điều khi dâng xoài lên vua, ngươi phải chuyển lời lão đến vua, bảo nhà vua rằng lão với nhà vua vốn xưa là bạn thân, đồng tu bát quan trai giới. Nhà vua nhờ giữ giới thanh tịnh lại cầu làm vua nên được như nguyện, còn lão vì giữ giới không trọn nên phải chịu làm thân rồng. Nay muốn thoát thân này chỉ có cách tu trì bát quan trai giới, nên xin nhà vua vì lão mà tìm dùm pháp bát quan trai để lão sớm thoát thân này. Chủ vườn hôm sau dâng xoài và chuyển lời ông vua đến lão đến ông vua. Nhà vua nghe xong kinh sợ ngạc nổi: thuở ấy tam bảo đã không còn ở thế gian, hà huống là bát quan trai pháp. Nhà vua vấn kế trí thần: trí thần tuy nhiều mưu trí song cũng bó tay. Người cha ông ta thấy con có điều suy nghĩ mới hỏi lý do. Trí thần tỏ bày mọi sự, người cha bèn bảo đổi cột nhà xem có không. Quả nhiên trong cột có kinh Bát Thập Nhị Nhân Duyên và kinh Bát Quan Trai. Trí thần mừng rỡ đem kinh dâng vua. Vua đem kinh đựng trong hộp vàng đích thân đến giao cho rồng. Từ đó rồng tại Long Cung phụng trì bát giới, chuyên tu không nghỉ. Vua tại cung điện cũng nỗ lực tu bát giới. Đến khi quả trổ, cả đôi bạn đều được sanh thiên hưởng phúc báo. Hai vị này tượng thừa công đức bát giới, tối qua đến kỳ viên tịnh xá, tỉnh ta thuyết pháp, nghe pháp xong chứng được thánh quả, từ nay không còn chịu sinh tử trong tam giới nữa. Và quý vị thấy đó, hai người bạn thân sanh cùng ngày, ở cùng chốn, tu cùng lúc, mà một người đi thọ bát giới mà về bà vợ suối ăn, mà ăn chiều, ăn tối phạm, mà bị làm thân thú. Rồng đó là thú á, mà rồng đừng có nói sướng nha, nanh vuốt lắm nha. Những con khác nó đeo trên lưng á, rồi thân lớn mà ăn uống thì phạm tội, ăn những cái đồ lớn chứ. Thì những người tu truyền giới cho những người bác quan trai và truyền giới cho những người mà sa di hoặc là tỳ kheo mà bừa bãi, mà không biết xấu hổ, nấu ăn, bảo người ăn, bắt ép người ăn, thì đây là cái thế giới địa ngục vô gián, phá pháp. Hỡi các nhà sư Việt Nam, các ngài đi tu để làm gì mà thêm cái tội coi như làm cửu huyền thất tổ không thăng mà đọa. Ác chi rứa. Cho nên những cái ông thầy tu thầy teo mà đi học những cái bằng cấp
tiến sĩ chiến sẹo để hù những cái người á mà có chữ, chứ còn những bà già này đem tiến sĩ tiến sẹo mấy bà biết chi, mấy bà biết cái nhân cái đức thôi, cái đạo cái nghĩa thôi. Mấy bà già mấy ông cụ này tối chữ mà sáng nghĩa, tối à, tối đời có chừng sáng đạo. Từ xa ở cầu hò cầu hẹn ở trên biển hồ mà đi suốt đây, rồi bà chị vợ mà dẫn vô đây à, nói những cái câu dễ thương vô cùng. Ông sư ông kia nói là coi như là ở gần cái chùa, như là chùa tụng kinh, rồi ở ngôn sư mà coi như muốn giảng sanh mà mình không không có siêu được cái tâm của mình, siêu thoát cho chúng sinh thì làm sao mà giảng sinh được. Cho nên chúng sinh là ai, là chính mình. Mình ăn thịt chúng sinh, mình kêu độ sinh là độ cái gì? Có phải không bà cụ? Phải chứ. À, bây giờ ai ăn thân mạng của mình có vui không? Ăn mạng trả mạng. Cho nên á, những cái lời thánh kinh mà cụ ước á, tụi con nghe thấy khiếp lắm nha. Răng trả răng, mắt trả mắt. Chúa Giêsu ngài mới kêu đừng có làm vậy nữa. À, ai muốn đánh qua phải, đưa qua trái đánh tiếp là tha thứ. Và có một cái câu chuyện đó là khi mà cái bà hoàng hậu đó, thì bà là cái người mà công ngôn chúng hạnh, nhưng mà bà nghe được Đức Phật ở những cái tịnh xá thuyết pháp, thì bà lần lượt tới bà mới nghe và bà mới thọ bát quan trai. Thì ở trong khuê hoàng cung nó cũng có những cái tranh chấp, à, những cái người mà tùy thiếp rồi khác tranh chấp. Lúc bây giờ cái bà kia bà sàm tấu là bà này á, là thường đi như vậy, và coi như thường, coi thường cái là coi như là lục nước, coi như là lệnh vua. Thì ông vua mới thử cái ngày đó, đó là bà gài rồi, thì ông vua triệu hết tôi vào cung, triệu vào cung. Nhưng mà bà không vào cung được thì ngày đó bà thọ bát quan trai, à, là trong có cái giới là không có trang điểm phấn son, thì bà đâu có vô cung được, phải ăn mặc coi như là theo cái điều kiện của một hoàng hậu. Cho nên bà không vào cung, bà ông vua tức quá, ông mới triệu một lần nữa, triệu lần thứ ba. Thì ông ấy nói là bà chống đạo. Thì bà đó có tội gì? Nhưng mà ông vua đem bắn bà. Nhưng mà ông đích thân tức vì bà cả suối. Ông ấy dương cung bắn. Ông bắn như vậy thì cái cung đó nó thế nào? Cung nó bay ra và nó đi ngược lại ông luôn. Mấy lần hải. Ông hỏi là hoàng hậu có ma thuật gì? Hoàng hậu có một cái năng lực gì mà hoàng hậu lại coi như làm cho ta như vậy? Ông nói, bà mới nói rằng thần thiếp không có một cái năng lực, không có ma thuật gì hết. Đây là cái sự hộ giới, hộ pháp của cái thiên thần và lâm thần. Cho nên á, thiếp được coi như là y theo cái giới pháp của Phật mà thiếp thọ tám giới. Thì quý vị thấy như vậy đó. Cho nên những người tu bây giờ đó, hay là những cái ông ở Đức Giáo Hoàng á, mà thường đi đâu đó con, là mấy ông có nè, gặt được con nè, gặt được keo nè, nghe không? À, security tức là những người lính gác đó rồi, còn sư đâu có gì gác. Sư có 6 cái ông nhỏ mà lục tặc này đó, mắt tay mũi lân, thật lân cố ý này đó. Sư bắt ông gác sư chứ, bắt kêu mình đi gác người ta chứ, bắt người ta gác ở bên ngoài làm gì. Bắt ông gác 6 cái cửa này nè, kêu gác sư á, 6 cửa này. Mà khi mà cái tham nó tới thì nó tham nhân sư nha, tham nhân sư nha, tham nhân sư nha. Vậy thứ mà cái sân nó tới nữa, cái sân nhân sư nha, cái sân nhân sư nha, cái sân nhân sư. Rồi khi nó tới là cứ nhắc hoài. Cho nên mắt tay mũi lưỡi này là 6 cái anh lục tặc mà anh cứ khóa hoài, anh khóa ngày Di Lặc á. Cho nên ngày Di Lặc ngày mới dạy cho mấy anh á là ở đây gác cái thân khẩu ý này, mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý này, và đóng bưng cái 6 cửa này lại, đừng cho cái gió bên ngoài của bác phong nó đậm vô. Mới lại là tu. Cho bây giờ mình tu hành mình có là coi như mỗi giới á là có 5 vị thần, mà mình đem những cái người mà đời đi gác. Bây giờ bữa hôm trước á, thấy không, tụi con ở bên Singapore á, cái thằng này nó đi làm, biết nó làm gì không? Nó làm nó gác tùng mấn lớn không á, nó gác tùng mấn lớn không, đưa xúc đưa thân nó đỡ không mày. Bữa nó xỉn, nó đâu có thời gác nữa, về nhà xỉn, nó dĩnh nó đi mà nó tội nghiệp mà nó da đen nữa, nó to lớn lắm. À, nó xỉn đầu cái xỉn nó xỉn nói trời ơi, ông gác cho người ta, ai gác cho ông vậy không? Phải cho ông đừng có uống rượu thì coi như là đỡ quá. À, bây giờ ông đi gác người ta thì người ta sống, mà bây giờ ông có người gác ông chết rồi, nó ra ngoài đường người xá đâu có được mang súng, nó quất chung mấy búa là xong, chứ có đâu gác nữa. Rồi dù có thắng 100 trận, có dối 100.000 lần, nhưng mà cuối cùng không giữ giới, thua thần tử. Thần tử tới dỗ dai, không ai chạy khỏi hết. Cho nên á, ráng làm sao mình phải giữ rằng đến kiếp làm người này
là có thể là chết chót đi, đừng có trở lại làm người nữa. Mà khi mà mình lỡ đi mà mình xuống làm người nữa thì ít ra đó mình cũng phải làm vua cái cõi này, mà không phải là làm những ông vua mà phải là bỏ nước chạy, những ông vua mà coi như là một ngày mà những ông vua chuyển luân thành vương, dạy dân của mình biết giữ biết trì tam quy ngũ giới mới là vị vua anh minh anh quân. Trong bây giờ sư đi các nước Phật giáo hay Công giáo nghe nói dựng là quốc giáo rồi này, không phải đâu. Cái nước mà quốc giáo là toàn nước đó là không bao giờ sát sanh, nước đó không bao giờ có trộm cắp, không bao giờ có hối lộ. Tại vì những người hối lộ tôi cũng biết không, sanh ra đó làm rắn lăn lóc đi bằng bụng, và làm trung làm trùng lăn lóc đi bằng bụng, rồi không bao giờ tà dâm. Tức là những vị vua đó là minh quân, chỉ có một hoàng hậu duy nhất. Rồi sao nữa? Rồi là không nuôi láo. Tại vì ai có thể đụng đến dân quốc của mình mà nuôi láo được. Sự chân thực là gia bảo lớn nhất, là tài sản lớn nhất, chứ không phải là những cái mà vàng bạc bên ngoài. Mà vàng bạc, núi bạc nó cũng đâu biết núi bạc, núi vàng. Nó đâu có biết đâu, mình biết, mình nói chứ còn nó. Núi là núi, mà sông là sông chứ còn do lòng mình động chứ còn nó không có gì hết. Và cái người nữa mà, cái thứ dưới năm là không bao giờ uống rượu. Tính đêm mà còn nói còn bậy mà, tính đêm mà còn làm còn sai mà. Cho nên vừa rồi nghe Lý tội nghiệp, may quá bữa cho nó tránh xe mà nó lật á. Rồi lỡ nó chết làm sao, hay là bạn có thằng nó chết làm sao, may quá là nó thoát được. Nên tụi con ráng làm sao á. Rượu làm hại nước phía nhân thành, rượu hại anh hùng mất thiết thanh, rượu sữa thuế trào xưa mà vô trụ đó, vì đổ hết cái giang sơn. Cho nên ráng làm sao mình tu được đứa nào mà bắt trước xưa ấy. Hay lắm, tụi con uống cỡ nào đi nữa, đủ sư rứa coi như là buổi sáng thôi. Quang á, Trường Bình á, bốn đứa bí sư là bạn mà Quang nói với Đức, nó uống bia, nó uống giống như là nước lạnh, ngày nào nó cũng không phải là phải thay một kết đó. Nhưng mà nó nghe đến ông Nguyễn Thanh Liêm á, là bạn thân của nó Úc đó, mà cỡ nó là mới có, xin lỗi là mới có rửa hậu môn thôi, chứ chưa rửa miệng đó. Nhưng mà sư bỏ được hết mà, sư biết tốt mà. Đừng có nghĩ rằng anh hùng trên cái thất phu đó là anh hùng đâu. Không phải đâu. Người ta xúc cảm ra những cái xấu xa tội lỗi thì mình lại đi nhập cản cái rượu vào trong thân của mình. Thuốc men cũng vậy. Đồng tiền làm khổ cực. Có nhiều người làm biển, làm hồ đó, làm sông đó, tội nghiệp đó. Đồng tiền mà từ mạng sống của những con cá nhỏ, con cá lớn. Rồi mình hết chuyện xài sao? Mình không giữ tiền đó, mình làm phước. Mà con đồng tiền nó thực ra cũng là phước, cũng tốt nữa. Mà mình lo cho con cái đi, rồi con cái nó lớn lên, nó biết hiếu thảo, nó đi tu. Thì nó đắc đạo thì mình nhờ. Ngược lại mình mua thuốc, mình hút nè. Mua rượu uống nè, rồi sanh tật nè. Rồi về đập nhà, đập cửa nè, đập vợ, đập con nè. Rồi coi như tội chất chồng lên tội. Thấy không? Ai dám vậy không? Cho nên sư nói bữa ông Giác Hải á, may làm Giác Hải ông không có nhận một cái đồng bạc nào của cái vùng Hô Lương, Hô Leo á. Chứ còn những cái người mà họ làm biển, họ làm cá đó, mà cúng cho ông mà ông không có giữ giới, mà không ăn quá ngọ ngang, mà cầm tiền, đỡ ông nổ. Giết ngàn vua còn hơn là lấy cái phước mà của người ta cúng, người ta tưởng mình thầy tu thiệt. Nhưng mà mình á, là không thiệt tu. Thiệt tu là giữ giới. Còn không thiệt tu, thì coi như là chỉ có không thoát luân hồi thì đỏ lắm thôi. Không thoát hồng trần thì đỏ thiên tu. Cho nên hôm qua sư nói về phước sương thôi tụi con. Cái phước nó xương không thấy, nhưng mà nó khiên khít lắm. Khi nó quá nó trổ rồi thì cây đắc á, cây sắc á, nó còn có thể ra hoa mà. Con người sanh thân trở lại khó hơn cây sắc nhiều lắm. Đó. Bởi vì sao khó? Bởi vì khi Đức Phật Ngài nói này A Nan, nếu một người mà sau khi nín thở, sau khi bỏ cái thất tâm này mà được sanh thân trở lại thì cũng như là đất dính trong đầu ngón tay này, biết chưa? Mà những người mà sanh vào ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì như đất trên đại địa này. Như vậy cái hy vọng mà sanh thân trở lại khó lắm. Khó lắm tụi con. Sanh thân trở lại là những đứa nhỏ, mấy cô sanh con biết mà, mấy người ẩm cháu biết mà, nó không biết sát sanh. Đưa dao nó đâu biết cầm, đưa đồ bén nó đâu có biết là nhọn. Vì nó tâm của nó rất là như đó, thơ rất là trong trắng. Đứa nhỏ nó không biết trộm cắp, đưa đồ nó cầm không được mà, phải đút nó mà, đưa vú phải đưa nó bị miệng mà, nó đâu có biết lấy bậy, nó đâu biết hối lộ hối lẹo, dâm dục nó
con nít mà dâm dục cái gì, làm sao có chuyện tài dâm, làm sao có chuyện ngoại tình. Rồi nó có biết nói đâu mà nó nói là sai đúng, nó thọc đâm, nó là coi như là ý ngữ. Nó đâu có câu nào đâu, phải vậy nó nói mà mình dạy phải nó phải nha, dạy trái nó trái nha, dạy tiếng Anh nó biết nó tiếng Anh nha, dạy tiếng Hoa biết tiếng Hoa nha, dạy nó ở một cái tôn giáo nào đó bắt buộc nó ép nó làm rửa tội rửa tẹo rồi đó, hay là vô nhà thờ hay là đi là tam quy rồi gì nó pháp danh rồi nó cũng theo như vậy thôi, chứ mà nó rất là trong trắng, nó khỏi cần những cái này, nó vẫn là trong trắng. Và Chúa Giêsu cũng nói đó, những cái người mà muốn vào nước thiên đường là những người phải trở lại như một đứa nhỏ đó. À, nó vậy đó. Rồi ai mà đưa rượu uống thì không được đó, người ta bắt á. Cho nên ráng bà cụ nghe không đó, mai bắt đầu thọ bát quan trai, hiểu được ông sư ông nói đó, một ngày bà thọ bát quan trai còn hơn bà cho tu một tấn vàng đó, mà lỡ ngày nào bà có được 10 tấn vàng mà đó thu vô cúng trong sư một tấn thì cái núi này nó kêu một núi vàng, vô bắt đầu cái lần quàng nó kêu thông rồi bắt đầu đi mướn lính vô khác chứ, phải không con, chứ không phải là coi như là chết rồi chứ. À, mà vậy cho về núi này núi đá, núi này núi đạo thì coi như ai vô đây là coi như từ ta không rinh đá được, người ta học đạo thôi. À, nói vậy chứ còn á, phải ráng mà tu nghe tụi con, chứ còn á không tu là không được. Cho nên đại khái thì tôi không có được lên cái biển hồ, nhưng mà ông là cái người đầu tiên trên biển hồ, ông xuống đây ông tìm đạo, thì đạo cao đạo chân đạo trọng. Còn mấy lần tôi muốn lên biển hồ để tôi giúp cho bà con á, thì coi chừng cái đạo vọng đạo phi. Tôi tới đó mấy lần đó mà cái nghiệp của bà con nặng quá nặng. Cái lần đầu tiên đó nghe, tôi kể cho mấy ông thầy Việt Nam hôm qua, mấy ông làm phước làm phép rồi đó, thì bác đâu có biết là tôi là ở bên Úc. Thì tôi lên là tôi thấy mấy ông lên mình chào mình tôi rất là sự lắm, dù mấy ông xưa có tôn giả tôn giỡn rồi tôi biết hết cho nhìn biết, nhưng mà mình chặt tay chào lấy cái 10 cái hoa sen này chào, thì ông thấy tôi mặc áo rách mà ông mới coi thường quá, ông không có chào mà ông vô. Tôi lên trên lầu 2 đóng cửa của ram, trời cái tim tôi nó đau vô mà 4-5 nước 6-7 nước cho thấy một ấy đâu. Cái chừng dẫn đổ là ông nói chuyện sao cho ông biết là tôi là cái nhóm mà mấy cái ông đi theo ông đó là mấy ông pháp sĩ á, vô là nghe tiếng tôi rồi biết rồi gặp ông Minh Hiếu với lại ông mấy ông Minh Ân rồi đó, thì mấy ông biết, ông nhận ra là vô trễ rồi. À, sáng ông muốn gặp tôi nói trễ khỏi, 4:30 ông thấy y lại nói chuyện là để đi, tôi nói khỏi đi chi lần thứ hai nữa, thành tôi biết biển hồ cái nghiệp nặng lắm. Nhưng mà nặng cỡ nào đi nữa thì một cái tảng đá thiệt lớn với là cái hộp cát á, hộp cát bỏ xuống biển nó chìm, bỏ nước nó chìm phải không? À, nhưng mà cái tảng đá lớn mà cái chiếc tàu khổng lồ nó chở được không? Chở chứ. Cũng vậy cái pháp Phật là năng diệu và tuyệt diệu. Khi mà mình có tội thì mình phải làm cái phước kia nó tăng hơn cái tội, thì nó trừ con cái tội mà nó còn lại làm cho được coi như là nhung gọi về bên trong nữa. Cho nên quý vị biết ai là những người có tội nhất không? Vua Asoka đó. Khi mà lòng tham của ông phát triển lên thì ông giết 998 anh em ruột của ông và những bà chị dâu rồi chưa nói đó nha. Còn bên ngoài là không phải như là Trần Đạo hay là Quang Trung hay là những cái vị mà tướng của Mông Cổ hay là coi như là thành các đa hãng thành các tư hãng rồi đâu, mà ông này ông giết như nghe, tại vì ông lấy coi như là 16 nước của Ấn Độ về một mối, chứ không phải Tầm Thế Hoàng có Đông Châu lục quốc à. Nhưng mà khi mà ông gặp đó, ai gặp cái đứa cháu của ông, tức là bà hoàng hậu đó, là chị dâu của ông là bà hoàng hậu đó, mang thai, và khi mà ông lấy thành xong rồi đó, thì bà này đó là giá là một cái người coi như đầu bếp phấn thì không còn, mà lại lọ của các cái son chảo đến người bà, và bà lén qua ra khỏi cái hoàng thành, đi được cửa hông, chui những cái đường cống ra khỏi hoàng thành. Thì lúc bây giờ đó, ông Vua Suka lấy được 15 nước, còn nước 16. Thì đến đâu á, từ nghĩa là tướng tá, những vua khác đều phải là hoàng tế và đại đế coi như Asoka, A Dục Vương. Nhưng mà đến khi mà từ những cái đoàn người này cho đến tướng sĩ, cho đến thừa tướng, thừa téo, các cái anh kia coi như không còn đưa quân đi đến nữa, thì con bành thả này nó ngưng lại. Thì Vua Asoka chỉ còn một nước nữa, trẫm muốn lấy xong, nhưng mà ở bên kia từ những tướng tá mà đến bao nhiêu sao đều phải rơi rụng, không phải rơi rụng cái sao xuống
mà trong lòng sát sanh nó không còn nữa vì một cậu nhỏ Sa Di chỉ 7 tuổi không có biết sợ, và trong con mắt cũng như là trong cái thái độ coi thường những cái tay mà dùng những vũ khí bên ngoài mà thua những cái giặc lòng bên trong. Cái tay mà coi như là đem thân của cha mẹ mình sanh ra để phục vụ cho những cái tham vọng của một vị vua mà đi lấy nước thiên hạ trên máu và nước mắt. Thì mấy ông tướng kia, thay vì ông có thể chụp những cái ông nhỏ này, ông luyện coi như là 50 thước, nhưng mà ông biết rằng ông Sa Di này có thể thổ một hơi ông bay ra vô lượng cái thế giới, tại vì ông thấy Di Lặc đắc quá, ông thấy biết liền, hãi liền, bởi vì ai cũng đều gặp với ông là coi như cái đầu đưa xuống để cứu được cái bà vợ hay đứa con, nhưng mà người này được trả lời tại sao không tránh đường cho đại đế Osaka tấn công. Ông nói đường tôi đi, còn đại đế đi là chuyện đại đế. Đường tôi đi trên con đường giải thoát, đại đế đem thân làm nô lệ cho luân hồi, gây bao tội lỗi làm cho cuộc đời nước mắt và máu dầm tươi. Đường tôi đi con đường tình thương chánh đạo, đại đế lầm mê đã chôn ngập trái tim mình, chỉ còn làm nô lệ cho vô minh. Đường tôi đi trên con đường quang minh. Thì bây giờ đến vua Suka ông mới cho con bạch mã này lần tới. Và khi ông tới xong, ông hỏi tại sao từ những khanh hầu quân tước, từng những người tu hành khi ta đến đều quỳ rạp hết, mà tại sao khanh lại coi như không có trong mắt. Thì vị Sa Di trả lời rằng vì những người kia tham sanh quý tử, họ coi có sự sống và chết, còn tôi đâu có sanh và có tử. Nếu có sanh thì sanh cái thiện pháp, thành cái trí tuệ, nếu có chết thì chết cái vô minh. Thưa đại đế, những cái thầy chùa ngày hôm nay đó mà nghe những cái ông mà có tóc mà phát những cái phần thưởng thì ráng may những bộ đồ cho nó lóng con lên, mang những đôi giày, đeo những đôi tóc vô, rồi vô đó rồi rinh những cái bằng thưởng mà coi như của người có tóc tặng cho những cái người trọng đầu, đó là hủy hoại tam bảo, coi thường pháp bảo và coi thường Phật bảo. Người Tây này cực ác, đất nước không chở nổi, mẹ Việt Nam không chở nổi, con rồng cháu tiên sẽ coi như có cái lời ai oán của những hạng ác tăng, ngu tăng, chứ không phải là phàm tăng. Như vậy thì ông Usuka, ông hỏi như vậy thầy của ngài là ai mà ngài có cái tinh thần vô ý thế này. Thì vị Sa Di mới nói rằng thầy của tôi đang ở gốc cây kìa, không phải chỉ cái chùa, không phải chỉ cái nhà thờ, không phải chỉ cái hoàng cung, không phải chỉ cái chỗ của Đức Lạt Ratama hay là ở của Tòa Khánh Vatican. Thì lúc bây giờ ông đại đế Usuka ông mới xuống con voi bạch mã, và không những chỉ như vậy thôi mà ông cũng tháo luôn cái đôi giày mà coi như cái hài của ông mang đi bằng chân không. Lần đầu tiên một vị đại đế thấy một vị trẻ tuổi, nhưng mà không trẻ, bởi vì vị trẻ tuổi kia có giữ 10 giới, còn mình phạm từ cả 10 giới. Vị trẻ tuổi kia có thập thiện, có thiện pháp, mình thập ác và ác pháp. Và quý vị biết thế nào không? Ông tới thì qua cái lời trao đổi, sau đó khi ông lấy nước 16 xong, ông vừa về, ông bỏ kiếm cầm kinh, gọi là một cái cuộc cách mạng về tôn giáo táo bạo nhất, và cái thông điệp của ngài đến đưa cái con đường mà đạo pháp khắp năm châu bốn biển. Còn ngày hôm nay chúng ta tự nhận là chúng ta đệ tử Phật, chúng ta đang ở trên một cái ăn trên ngồi trước của thiên hạ, chúng ta lường gạt chúng sanh mà chúng ta nghĩ là phục vụ chúng sanh. Thì hỡi đất nước Việt Nam thương yêu, từ chủ tịch, từ các cái vị mà lớn như là bí thư, hay là từ những cái vị thủ tướng cho đến các vị lớn nghe thời pháp này, hãy đem những người tu ra như thời kỳ của Osaka, làm cuộc cách mạng đuổi hết 60.000 người tu giả ra khỏi chùa, để người tu thiệt dù một nhưng mà nó là chân, nhiều nhưng mà giá. Còn đất nước này cũng vậy, sau ngày mùng 1 mà sư đã chuẩn bị ra thông báo là ở đây xây dựng ra tiếng Anh, tiếng Hoa, và cái thông báo này rất là dễ thương. Thông báo này là chúng tăng sẽ đi khất thực.
Thì khi quý vị nghe cái thông báo này xong, thì ở các nước có thể bay về đây để cúng dường. Và thêm nữa là gì? Là có một cái điều đó, trên cho quý vị mừng đó, là khi mà quý vị cúng dường đó, thì không phải chỉ có hồi hướng được thấp quyền, cúng quyền thấp tổ trong cái mùa mà chuẩn bị coi như là Tết của năm Thìn, và cũng làm sao chúng ta tránh những cái tai kiếp mà sắp xảy ra cho cái hành tinh này. Bởi vì hiện giờ quý vị không có biết Internet rồi gì hết, còn thế giới đang lo sợ về những lời tiên tri. Chả ai thiệt chưa biết, nhưng mà năm tới trái đất này, trục trái đất đang đổi, và có thể sẽ bị những cái điều bất hạnh xảy ra. Không thể nào mà không có những tai kiếp, nhưng mà sự hy vọng là không tận thế. Vì sao vậy? Vì còn 966 vị Phật ra đời, thì không lẽ tận thế rồi đó. Thì bây giờ làm sao tu đây, phải không? Cho nên phải cố gắng làm sao mà chúng ta làm được những cái gì lợi ích cho bản thân, cho gia đình, xã hội và cho quốc gia, thế giới. Còn nếu quý vị có làm cỡ nào đi nữa, mà một ngày nào cái trục trái đất nó đang 3 chiều đó, nó sẽ có khoảng 3 ngày 3 đêm không có mặt trăng mặt trời, không có, và tất cả điện đài được ngưng hết, không có một cái gì mà có thể máy bay cất cánh không được. Tàu bè đó, vừa rồi bữa hôm qua đó, bữa hôm trước thì một chiếc tàu ở bên Tân Tây Lan nó bị kể làm hai. Rồi bữa hôm qua là gì nữa? Quý vị có tin là những cái chuyện này nó không thế nào mà có thể sư tưởng tượng nó không? Là chiếc tàu ghế làm hai rồi nha. Rồi cái nữa là bữa nay đó, thì chiếc du thuyền đó chở 4.000 người tự nhiên chìm. Cho nên cái lòng biển đó và cái sức sống sao nó lạ lắm. Thế cho nên những chiếc tàu chìm khổng lồ và chìm dễ hay khó tụi con? Khó phải không? Nhưng mà con người mỗi ngày á, chìm hoài không ai thấy hết. Mình đang chìm ở trong cái biển ái, cái biển khổ, mình chìm đắm ở trong đó, mà mình tưởng là mình nổi. Cho nên á, bữa nay á, mới mừng được á, bà cụ á, bà Năm phải không? Bà 7 giờ đó. Năm tên gì vậy? Anh Đế. Anh Đế, Đế đời vô tu đạo nha. Đế ơn ngồi đời hết rồi vô tu đạo. Nè, bây giờ cái bài nè, thông báo nè nha. Khất thực đầu xuân, chúc mừng năm mới. Ngày xuân khất sĩ vẫn bình thường, ôm bát trì bình để tắm gương. Pháp lựa bốn phương trong giáo pháp. Hàng năm chúng ta nhận hàng triệu, hàng tỷ lời chúc. Đầu năm mới từ người thân, sơ nguyên thủ quốc gia hay các lãnh đạo tinh thần tôn giáo trên hành tinh. Năm nay chúng ta thực hành hạnh Phật đã mang bình bát đạo, khi về cung thành ca tỳ la vệ. Y bán nạp bức quả đồ thế giới, vẽ muôn ngàn đường lối bước vong du. Bình bát đất bầu càng khôn vũ trụ, chứa muôn loài vạn vật một tình thương. Năm Nhâm Thìn đại lâm quá nhân, trái tim cho hòa bình giáo hội Phật giáo tăng già thế giới. Nói truyền Thích Ca chánh pháp sẽ khất thực mừng xuân ở dòng sông Mê Công trước cung thành Vương quốc Campuchia. Ngày thứ hai ngày 23 tháng Giêng năm 2012 lúc 9 giờ sáng Tết, tức là ngày 1 tháng 1 năm nay, năm tới đó, cung thành Vương quốc Campuchia. Ngày thứ ba là 9 giờ sáng thủ đô Vương quốc Campuchia. Ngày thứ tư cũng 9 giờ sáng bãi biển Sihanouk. Bãi biển Sihanouk Bay đó tụi con. Bữa nào biết cái chỗ đó là chỉ cái đường rồi sư coi bản đồ hết. Xuống đó là có biển rồi đó, mình ở dưới biển luôn. Mục đích để ba tánh thập phương gieo hạt giống vào ruộng phước đầu năm là phước lộc thọ cho chư thiên và loài người. Khi cúng dường lên những bậc đáng cúng, nghiêm trì giới luật, đó là phước đức thù thắng cho bản thân, gia đình, xã hội, quốc gia và cả thế giới, hầu đem lại sự bảo hộ của chư Phật, Bồ Tát, hộ pháp chư thiên, nhằm tránh tai kiếp mà con người đang khủng hoảng bởi các lời tiên tri về trục trái đất. 21 tháng 12 năm 12, chư tăng ni của nhiều quốc gia khất thực, giới luật còn tinh nghiêm. Một lần ngồi ăn trong ngày, không rớ tiền bạc, và thứ ba là không nhận sinh mạng của chúng sanh, chỉ nhận ngũ cốc. Giáo hội trân trọng thông báo mừng xuân và chúc xuân Di Lặc trên tinh thần từ bi, hỷ xả, vô ngã của nhà Phật, với thông điệp nặng ốc, nắng tim. Đã, thì cái vị nào mà sau này muốn coi cái bài sứ của sư nặng ốc, nắng tim thì có phải chỉ có vô trong mạng coi được tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Việt.
thì cái tổ chức mà ngày khất thực đó là 3 ngày cho cái phước cho cái đất nước này để coi như giải hóa 1.800.000 người chết vì cáp vua đó bị chặt đầu đó, rồi thêm 700.000 người chết và mất tích, thêm nữa là hy vọng rằng quốc vương ở đây, chính phủ ở đây sẽ thấy được những cái gì tránh để mình hóa giải những cái nỗi niềm đau cho cái dân của Campuchia, dân Việt và các cái sắc dân đang sống trên cái phần đất mà kêu gọi xứ chùa tháp này. Xứ chùa tháp thì phải có cái tháp đa bảo. Còn sư cũng tin quý vị mừng là vô tình sư vô trong mạng và sư coi lại những cái bài, thì có cái bài mà về cái tháp á, thì cái tháp mà mình đã đưa về đây, tức là cái pháp, cái phước thù thắng của cái tháp mà sẽ đưa lên trên núi á, thì tụi con phải ráng làm. Và có một cái nữa là phải cần làm cái khuôn á, đặt cái khuôn để mà chống cái vấn đề bụi nha, làm cho chắc. Thì sư đặt cho vị nghe những cái bài này nghe mừng lắm nha. Sư mới nhận hồi nãy đây, sư mới có coi lại hồi nãy nè. Phước báo thù thắng của việc tạo tháp Phật. Đức Phật bảo A Nan, Đức Phật bảo tôn giả A Nan, Như Lai đối với trước đại chúng này nói sơ lược về công đức đạt được của việc xây tháp, tôn giả phải lắng nghe, suy nghĩ ghi nhớ. Giả sử khiến cho tất cả cỏ cây rừng thú đầy trong bốn châu thiên hạ đều trở thành thân người, mỗi người đều phát tâm tu tập tùy theo khả năng của từng người, có kẻ chứng quả tu đà hoàng, có kẻ chứng quả tu đà hàm, có kẻ chứng quả a na hàm, có kẻ chứng quả a la hán, cho đến quả duyên giác. Bây giờ có một trưởng giả đem tâm thanh tịnh cúng dường, thường xuyên cung cấp các thức ăn uống, y phục, đồ nằm ngồi, thuốc men suốt đời không thiếu. Cho đến khi các vị này diệt độ, trưởng giả lại vì mỗi vị xây một bảo tháp, dùng tua lộng, cờ phướng, trang trí hết sức trang nghiêm, tốt đẹp, lại đem các thứ hương hoa, đèn dầu cúng dường nơi mỗi tháp. Này A Nan, trưởng giả ấy được ấy đạt được phước nhiều chăng? Tôn giả A Nan đáp: Bạch Đức Thế Tôn, trưởng giả ấy đạt được phước rất nhiều. Đức Phật nói: Này A Nan, trưởng giả ấy tuy đạt được phước rất nhiều nhưng vẫn còn giới hạn, chẳng bằng có người sau khi Phật diệt độ đem tâm kính mộ cầu được một phần xá lợi dù hết sức nhỏ như hạt cải, tạo tháp cúng dường, tháp ấy chỉ lớn bằng quả ama trụ ở trong lòng tháo bền chắc, trụ của lòng tháo bền chắc như cây kim, nơi đỉnh tháp bày mâm lớn bằng lá táo, trên cát trên đó đặt một tượng Phật chỉ bằng hạt lúa hoặc hương hoặc đèn tùy sức cúng dường. Này tôn giả A Nan, đem phước cúng dường của trưởng giả kia đối với phước đức của việc tạo tháp này thì không thể so sánh. Nói tóm lại, đem phước báo thù thắng của việc tạo tháp này phân ra làm 100 phần thì phước đức cúng dường của trưởng giả kia chẳng được một phần. Ví dầu chia làm ngàn vạn ức phần cũng không biết được báo của việc tạo tháp này. Này A Nan, phải biết Như Lai ở trong vô số kiếp như trần sa tích chứa huân tập tu trì 5 phần pháp thân làm phát sinh các công đức. 5 phần pháp thân là giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến, lại tu tập pháp, các pháp, bốn tâm vô lượng, sáu pháp ba la mật, tự lợi lợi tha, thực hành những khổ hạnh khó làm, nên đạt được các thần thông, nguyện lực không thể nghĩ bàn, thế gian và xuất thế gian không ai sánh bằng. Vì sao? Là do Phật đã thành tựu vô lượng vô biên, trí tuệ chân thật. Này tôn giả A Nan, tất cả Như Lai vào thời khi xưa còn tu nhân đều biết rõ tự tánh của chúng sanh là thanh tịnh, vì bị phiền não của ngoại trần che lấp, nhưng tự tánh của chúng sanh hoàn toàn không bị phiền não làm ô nhiễm. Do vậy Như Lai xuất hiện ở đời vì tất cả chúng sanh giảng nói pháp vi diệu, diệt trừ các khấu uế ô trược, khiến họ đạt được giải thoát. Thì ở đây quý vị biết cái này đó. Nếu mà cây cỏ nha, ở đây sư nói ở đây tụi con ra rừng này có từ bữa nay có đếm cây thử bao nhiêu cây, từ cái cây mà cái cây cỏ nhỏ xíu, cái cây gai á, có đếm hết chưa? Có đếm được hết không? Mà nếu ở trong cái bốn châu thiên hạ cũng đếm hết cây á, từ cây nhỏ cây lớn, cây mà có nhiều khi á, tụi con nghe nói là cái cây nó đến ngàn năm mà cây xong rồi đó, đếm hết những cây đó cho đến cái cây mà nó vừa
là nó tựa 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 nó mọc ở trên núi á, nó chút xíu nó lên á, điếm hết. Mà làm những cái cây này á, lo lắng những cây này nó thành người hết đi, rồi bắt đầu á, mà đổ ra cúng dường á, để những cái cây này nó thành người xong rồi nó cũng bắt đầu nó tu và nó chứng thành tứ quả luôn á, đến thành là duyên giác là coi như độc giác Phật luôn đó. Rồi á là đem á, sau này họ thành rồi đó, những người mà họ thiêu thân rồi họ hóa thân, họ thiêu, họ dùng cái lửa thân của họ thiêu thân xây hết tháp đi, cũng không bằng một cái người, mà không bằng cái là một đâu nha, không bằng cả trăm, mà còn Đức Phật còn nói nữa, có cái tâm thực chân thành và có thực có xá lợi Phật khi Phật nhập Niết Bàn, mà cái viên xá lợi đó dù nhỏ như là cái cũng kim, mà đem làm cái tháp đó, mà cái tháp nó nhỏ đến cỡ nào chút xíu thôi à, để tượng Phật đó, như là cái kim đó, như là cái gì nó nhỏ chứ thôi, mà cái tâm chí thành đó thì cái công đức vô lượng. Nhưng mà đây Đức Phật còn nói thêm nữa là phải làm sao cái ngũ pháp thân của Ngài đó là gì? Sư có xá lợi Phật đó, còn mấy Việt Nam ăn cái chùa xá lợi là chùa đó là sư bá của sư là Ngài Narada đem qua cho là xá lợi của A-la-hán, của 12 vị mà của 12.000 vị A-la-hán ở Arununa. Arununa là cái chỗ thường lên đó. Nhưng mà Việt Nam mà ví dụ người ta nói cứ thêm không à nha, thêm đến độ mà coi như là nó không còn tin nữa. Thì Đức Phật giải thích cho chúng ta nghe đó là khi mà tất cả cái xá lợi của A-la-hán trong cái cõi mà tá bà này, diêm phù đề này mà dồn lại thì không bằng một cái viên xá lợi của Bích Chi Phật, mà tất cả xá lợi của Bích Chi Phật đó, trong cái cõi này đó dồn lại cũng không bằng những viên xá lợi của Phật. Viên xá lợi của Phật mà đã được xá lợi tướng của Phật thì phải tìm cái xá lợi tánh là pháp thân, là giới định huệ giải thoát tri kiến, đó là ngũ phần thân. Nhưng bây giờ xá lợi thiệt thì cũng không có, mà chơi cái là cứ đem sạn tận sạn mật rồi hù thiên hạ rồi cứ thỉnh rồi rước rồi làm những cái chuyện ba láp đó mà quên đi à, mình phải có một cái gì đó ở trong cái ngũ phần thân của Ngài để mà mình ráng mình tu, mình được coi như là cái diệu thân, mình được cái gì, cái lửa tham bụi thiêu đốt tham sân si của mình để rồi mình thành Phật vị lai. Cho nên á, chúng sanh bây giờ tu đã sai đã đành rồi, mà những người mà hướng dẫn chúng sanh là chơi mù dẫn người đuôi, mà người ta đi vô chùa, đi vô các cái nơi đạo tràng lúc tỉnh làm cho ta say hết, say vì tham, vô chùa vô chiền buôn bán làm như chợ, vô chùa vô chiền không dạy cho họ cái pháp mà giải thoát, mà dạy cho họ cái thoát giải cái pháp ràng buộc, bày ra những cái chuyện mà coi như là cúng sao giải hạn mà không biết cúng cái tham sân si của mình, bày ra những cái chuyện mà coi như là coi ngày coi bà, rồi đó là coi như là làm những cái chuyện mà coi như coi hướng coi hang mà không biết là cái hướng nào cũng không bằng cái hướng là quay về thăm à, vì về thăm là về chính mình, về nguồn trở lại đường xưa, về lại tự thuế lúc chưa vào đời, về nơi à, không ngữ chẳng lời, về nơi à, tự tánh không có dời chẳng có gì. Bây giờ cứ về cái chỗ mà vô minh à, cho nên hỡi các cái anh thầy chùa là vô nói láo. Tôi bữa tôi gặp cái anh nhỏ mà ở cũng Phú Yên đó, mà trước khi tôi có cánh anh nói láo với tôi, anh nói tôi còn về là Việt Nam cũng qua liền đó sư nha, tôi còn thâu ban hết mà. Nhưng mà qua đâu, ông qua coi như là Tây Ninh thì có nha, chứ làm sao ông qua Tây Phương Cực Lạc được à, không có được. Cho nên đó, người tu nha, không nói thôi, nói phải giữ lời. Cho nên sư nói tụi con nghe đó, bây giờ sư phải đưa nhỏ qua Singapore để lột da của mình đắp lên da nó, ai có bắt anh nói láo đâu, anh nói láo là không được á, nghe không, nói là không được. Cho nên dần học bằng cách để cho thầy của mình, vị đạo sư của mình, vị cha của mình, vị bốn sư của mình truyền giới cho mình không có bị nói láo. Bốn sư là gì? Là cái vị truyền giới sư đó. Còn Đức Phật là bốn sư Thích Ca, là Ngài là giáo chủ của ta bà. Nhưng mà cái vị truyền giới cho mình là cái thầy mình đó. Còn bây giờ thầy bà không khí hết, có giới đâu mà truyền, truyền bừa bãi, người thầy không có giới, người truyền giới không có giới, làm sao truyền đó, có phải không bà cụ? Đó, rõ ràng hết chứ. Cho nên á, phải cố gắng như vậy đó. Thành ngày hôm nay tụi con phải đáng tu, đừng có để cho cái giọng dù nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi cảm ơn bà cụ nha, bữa nay bà cụ vô đó có thờ pháp hồi nãy cậu đưa lên mạng rồi, bữa nay có thờ pháp thứ hai nữa. Một cái công đức của ông em rể này đó, về cầu hò lát nữa, cầu gì biển hồ biển hẹo nữa, thì tôi sẽ gửi cho ông mấy cái CD nha, rồi đem lên lấy mấy tượng Phật đeo cho ông.
cho ba vị ba cái niệm Phật, tối đi ngủ niệm Phật. Ông muốn lên trên núi ngủ tối nay không? Ông đi không nấu ha, tội không, ngủ dưới này đi, à, rồi bữa nào đánh đánh hả, à, rồi mai tôi truyền giới, lát nãy cho mấy bà con ăn chưa con? Nãy cho ăn hắn, à, tại vì chưa có thọ giới là cứ cho ăn uống, vô lấy coca đó cho mỗi việc lo nghe con. Cái ba cái tượng, ba cái niệm Phật, người đeo cái tấu niệm nha, Nam Mô Di Đà Phật.